À, dạ vâng, Thắng Hoàng xin gửi lời chào đến tất cả quý vị các bạn cùng toàn thể các bác. Lâu lắm rồi thì Thắng Hoàng cũng không có một cái bộ karaoke nào để ra mắt tới quý vị các bạn. Thì hôm nay thì Thắng Hoàng xin gửi tới các bác, cũng nhân tiện là test cho khách một con vàng và một cục đẩy. Thì em cũng xin nhân tiện gửi cho các bác một cái cấu hình karaoke chọn bộ, chọn gói nhá, bao gồm là loa, vang, đẩy và mix. Thì combo này thì cũng chưa tới 15 triệu đồng thôi. Thì Thắng Hoàng cũng xin phép là test để gửi tới các bác, để các bác có thể là thẩm âm về cái bộ karaoke với cái mức tiền chưa tới 15 triệu này. Thì bên em vẫn có thể là hỗ trợ tư vấn và kèm theo đó nữa là mua bán trao đổi tất cả những thiết bị âm thanh bãi mới để cho các bác, phục vụ nhu cầu của các bác. Thì các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho cửa hàng bên em, đấy là 0969 800 985. Để các bác trước khi xem test cái bộ karaoke này thì các bác hãy cho Thắng Hoàng một nút like và đăng ký kênh để có thể nhận được những video hàng ngày các bác nhé. Bây giờ thì xin mời các bác. Lịch 1, 2. Vâng, thì vừa rồi thì Thắng Hoàng cũng test 50% ca khúc Khép Lại Chuyện Tình gửi tới các bác. Thì có thể là chất lượng thu âm điện thoại nó chưa được đạt cái tiêu chí yêu cầu của các bác lắm, nhưng mà với một bộ dàn thì Thắng Hoàng cũng sẽ làm hết sức mình để cho các bác có những cái chất lượng âm thanh tận hưởng hết cái mức, cái số tiền mà các bác đầu tư ra. Đấy, thì Thắng Hoàng cũng xin cảm ơn các bác đã theo dõi, quan tâm, yêu mến và ủng hộ Thắng Hoàng trong suốt thời gian qua. Xin gửi lời chúc sức khỏe và xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bác.